Một Vụ Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức Tin Vì Sự Nghiệp Phải Sống. Họ Tư Mã đời đời làm sử quan. Đến đời nhà Hán, Tư Mã Đàm làm thái sử lệnh. Trên đường đi theo Hán Vũ Đế, Tư Mã Đàm mắc bệnh nặng. Trước khi từ trần, ông cầm tay con lè Tư Mã Thiên mà dặn rằng: tổ tiên ta đời đời làm sử quan, sau khi cha chết, thế nào con cũng phải nối nghiệp làm thái sử. Tư Mã Thiên là một người thông minh tuyệt vời, đã đọc thiên kinh vạn quyển và đã đi chu khắp nước Hoa Trung Hoa để hiểu biết non sông và nắm bắt mọi sự việc. Vâng lời cha, ông thay cha làm thái sử lệnh và chuẩn bị viết bộ sử ký, thực hiện hoài bão lớn lao của người cha. Năm 99 trước công nguyên, Hồ Văn Đế sai quân vào đánh Hung Nô. Một người quen biết Tư Mã Thiên là Lý Tăng đem 5.000 quân vào biên giới Hung Nô, bị 8.000 quân địch vây quanh. Suốt 10 ngày liền, Lý Lăng chỉ huy cuộc chiến đấu, giết hơn vạn quân địch, nhưng cuối cùng quân sĩ chết hầu hết lại bị chặn đường về, Lý Hăng phải hàng giặc. Vũ Đế nổi giận muốn giết cả nhà Lý Lăng. Tư Mã Thiên biết tài đức của Lý Lăng, mạnh dạn tâu với nhà vua bên vực Lý Lăng. Vũ Đế càng giận lại nghe lời bọn quân thần, sai bắt giam Tư Mã Thiên và giao cho pháp quan luân tội. Cuối cùng ông bị khép vào tội coi thường nhà vua và bị cung hình, tức là bị thiến. Hồi đó có phép lấy tiền chuộc tội, chỉ cần 50 vạn đồng tiền là chuộc được tội chết. Nhưng Tư Mã Thiên nghèo, thanh bạch, không có tiền chuộc, phải đành chịu hình phạt nhục nhã ấy. Uất ức quá, đã có lần ông định tự vẫn, nhưng ông lại nhớ đến lời trói chân của cha ông và nghĩ đến quyển sử ký ông đừng viết, nên ông định sống để không trái lời cha dặn và nhất để hoàn thành sự nghiệp cao cả. Ghi lại lịch sử của dân tộc Trung Quốc kéo dài trên 3.000 năm từ thời Hoàng Đế cho đến đời Hán Vũ Đế. Quyển sử ký của Tư Mã Thiên là một bộ sử vĩ đại trong những bộ sử của nhân loại. Thánh Kinh suy gẫm: bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong xác thịt, là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, đấng đã yêu tôi và phó mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu. Galati đoạn 2 câu 20 đến câu 21. Chúa yêu thương bạn. Amen.